Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay màn hình Samsung Galaxy Note 4S tại Di động Cao cấp.vn. Khi khách hàng có nhu cầu thay màn hình của Samsung Galaxy Note 4S, khách hàng vui lòng qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn trên toàn quốc để thay màn hình mới chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 04 66 750 99 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn biết thêm thông tin chi tiết và về màn hình Samsung Galaxy Note 4S chính hãng tại didongcaocap.vn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng vỡ lỗi màn hình của Samsung Galaxy Note 4S, như do rơi va đập, do các điều kiện không mong muốn, nước vào làm hỏng lỗi màn hình Samsung Galaxy Note 4. Khi quý khách hàng gặp các sự cố liên quan đến Note 4S màn hình hỏng, quý khách hàng mang qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn trên toàn quốc để thay màn hình mới chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 04 66 750 99 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như dịch vụ thay mới màn hình Samsung Galaxy Note 4S chính hãng tại Di động Cao cấp.vn. Cảm ơn quý vị các bạn.